Vâng, em Hoàng Tưởng xin được chào cả nhà nha. Hôm nay em sẽ lên hướng dẫn cả nhà phun thuốc theo định kỳ cả nhà. Bây giờ vải nó chín đỏ mép, một số chín đỏ mép và một số mình đang bẻ đấy cả nhà. Cái nào dừng phun và cái nào chưa dừng phun ấy thì là mình vẫn tiếp tục nhé cả nhà nha. Một số ấy, thì đang bẻ là mình dừng phun rồi, từ cái đợt mà em phun đợt trước ấy, hôm đến hôm nay ấy, thì là được một tuần rồi, 8 ngày rồi. 7 ngày 8 ngày rồi, hôm nay ngày thứ 8 rồi cả nhà. Đấy, như những quả này này. Đấy cả nhà xem. Như những quả xanh này nó còn phải rơi vào khoảng độ tầm trên 10 ngày nữa cả nhà. Loại này có khả năng là nó phải trên 10 ngày nữa mới được bán nhé. Đấy. Loại này ấy, mình thì đợt này mình vẫn tiến hành phải phun. Không phun ấy nếu mà loại này mình bỏ thuốc vừa rồi ấy mình phun ấy mình đã được một tuần là hôm nay là 8 ngày rồi. Thì loại này là nếu mà nó 10 ngày nữa mới được bán đấy cả nhà. Để thêm 10 ngày nữa mới phun đấy. À, 10 ngày nữa không phun đấy mới được bẻ đấy. Là loại này nó hỏng hết nhá cả nhà nha. Đấy. Là mình vẫn tiến hành là vẫn phải phun. Đấy. Thì đợt này là em phun đi là em sẽ hướng dẫn cả nhà là phun đợt này như thế này. Đấy. Đợt trước ấy, mình có thể là mình vẫn đánh cái sâu cuống này ấy. Đấy, đợt này mình chỉ thả vừa phải thôi để phòng sâu cuống trở lại thôi. Chứ còn là đợt này mình chủ yếu là thuốc sâu với thuốc bệnh. Đấy cả nhà nhá. Đấy. Thì cả nhà nếu mà dòng thuốc sâu ấy cả nhà thì các bác có thể em dùng dùng loại này nhá. Còn các bác có thể là dùng rồng vàng, trâu vàng hoặc là hổ. Đấy nó tương tự như 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 loại này. Đấy cả nhà nhá. Nó cũng như loại này thôi. Thì ở trong cái liều lượng hướng dẫn người ta pha đây cả nhà. Đấy, đây này. Pha 15 đến 25 ml cho bình 16 lít đây. Đấy, máy của em quay nó không được nét cả nhà. Đấy. Thì cái này thể tích của nó là 450 nhá. Là cái này nó được là hơn 400 lít cả nhà. Đấy. Thì cái này là em sẽ dùng làm hai phồm cả nhà. Đấy, cái này dùng làm hai phồm, là mỗi phồm 200 lít. Đấy cả nhà nhá. Cái này em đợt này em sẽ đánh nhẹ hơn ra. Thì những cái đợt trước ấy, thì là cái này thì em chỉ dùng 250 lít thôi. Đấy, nhưng mà đợt này là em sẽ dùng 400 lít. Đấy cả nhà. Bởi vì vải đến thời điểm này là nó chín thế này rồi. Đấy. Chưa phải chín nhưng mà quả nó như thế này rồi. Thì là mình chỉ phun thuốc đuổi đuổi bướm là chủ yếu nhá cả nhà nhá. Đuổi con bướm mà nó châm quả đấy cả nhà. Đấy. Thời điểm này là mình phun thuốc đuổi bướm là chủ yếu thôi. Đấy. Các bác cứ phun định kỳ 7 7 ngày, 8 ngày phun một lần cho em nhé. Đấy. Xong là cộng thêm cái gói này. Nếu mà 200 lít ấy, các bác thả cho em một gói này nhé. 200 lít nước thì các bác thả cho em một gói này. Đấy. Cái đây nó là gọi là Vitazan đây. Đấy. Thì thuốc bệnh ấy thì là thuốc bệnh là em dùng cái loại này nhá. Đấy. Đây. Nó gọi là dòng Hassan đây. Đấy, như chai này thì thể tích của nó là đây liều 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 lượng người ta dùng người ta có hướng dẫn đây, liều lượng phun đây. Đấy. Đây cả nhà. Đây là liều lượng của nó phun là cách dùng. Đây là phun là đâu nhỉ? Đây. Đấy, 20 ml cho bình 10 lít nước cả nhà, 20 ml cho bình 10 lít nước cả nhà. Đấy. Còn cái này thể tích của nó là 9 900 ml thì tương ứng cái này nó được 450 lít cả nhà. Đấy, 450 lít thì cả nhà cứ thả cho em là lọ này. Thì cả nhà cứ làm cho em hai phồm nhé cả nhà nhá. Hai phồm, mỗi phồm 200 lít đấy cả nhà. Đấy lọ này cả nhà dùng cho em là 400 lít nhá. Đấy. Thì những bác và xem video của em là cái liều lượng và cách dùng cách pha thuốc đấy thì các bác thường xuyên xem đấy để các bác biết rồi. Đấy. Trước tiên là các bác cho nước vào phồm đầy. Xong là các bác thả thuốc là cho em. Đấy, thả thuốc sâu trước. Đấy. Thả cái này trước xong là các bác khoáng đều đi, xong là các bác mới thả đến cái này. Đấy, thả đến cái này xong các bác khoáng đều đi, xong là các bác thả đến thuốc bệnh.
Đấy. Nếu mà các bác theo cái dòng thuốc xấu ấy, thì các bác có thể đổi, đổi như em vừa nói đấy, đấy các bác có thể đổi những cái dòng đấy. Là nếu mà thuốc bệnh đấy thì các bác cũng có thể đổi nhá. Đấy. Thuốc bệnh đấy thì các bác có thể dùng là Top Lusa chẳng hạn, đấy. Đấy thế thôi, em hôm nay em hướng dẫn là cả nhà lên là phun, pha phun, đợt phun này là đợt phun thứ 8 nhá cả nhà nhá. Đợt phun thứ 8 đấy tương tương ứng với nhiều số anh em là vườn đã phun như em đợt trước ấy, là quả được bẻ như em sáng nay ấy, thì là thôi cả nhà. Ví dụ mai vẫn còn quả, ngày kia vẫn còn quả, ngày kia vẫn còn quả bẻ, là những cái đấy là mình thôi. Là mình chỉ phun những cái loại này thôi cả nhà nhá. Đấy, cả nhà phun cho em là những cái loại quả còn xanh như này. Như những quả này nó còn mà rơi vào khoảng tầm 10 ngày nữa, trên 10 ngày nữa mới được bán. Nếu mà loại này nó có một loại nó còn còn xanh, còn xanh hơn loại này và nó còn bị gai hơn đấy. Đấy. Một số nó còn xanh và còn gai hơn này nhiều. Loại kia nó còn phải phun một lần nữa. Đấy. Còn loại này có thể là mình phun lần này là thôi. Đấy. Còn như những cây mà em nói đấy đang bán đấy thì là thôi, mình không phun nữa. Mình chỉ phun là những cái quả như những loại này thôi. Đấy, là đợt này là đợt phun thứ 8 nhá. Đợt phun thứ 8 này là đợt phun sâu bệnh quay trở lại thôi. Đấy, phun phòng là phun đuổi bướm thôi. Chứ còn nó sâu bệnh đợt này là những cái đợt trước ấy, mình phun được khỏi ấy, thì là quả rất sáng đây. Đây quả của em đây. Là em sẽ đi quay cho cả nhà. Là một vòng nhá cả nhà nhá, để thăm cái vườn vải của em. Đấy cả nhà. Đấy đây này. Đây là em, quả của em đây là toàn ruông dài nhiều nhá cả nhà nhá. Toàn ruông dài nhiều thôi. Đấy. Là lộc của em là cái đợt khoanh ấy là cây lộc 2 nó đủ lộc đấy, em khoanh ấy, toàn ruông dài. Đấy. Sai ủ hết luôn đấy cả nhà nhá, sai ủ hết luôn. Đấy này. Đấy. Quả rất sạch sẽ nhá. Đây như cái đây là quả này là nó bị dỉ sắt nhá. Đây dỉ sắt đây này. Tương đối năm nay là phun vải là em chưa dòng cái Top Lu, là em không dùng, là em toàn dùng cái Hassan nhiều, là nó cái độ tẩy của nó kém hơn cả nhà. Độ tẩy của nó kém hơn. Nhưng mà nhìn như vậy là cũng khá là ok rồi cả nhà. Đấy, khá là ok rồi. Đấy, tương đối là sạch sẽ này, cả nhà nhá. Đấy toàn vải ruông dài thôi. Đấy nhiều bác là không thích làm vải ruông dài, nhưng mà em làm vải ruông dài đây. Đấy. Các bác thích cái loại cục hơn. Nhưng mà loại cục ấy, nếu mà chăm mạnh ấy, là thời điểm này là nó có khả năng là một số quả nó bị nứt nhá cả nhà nhá. Đấy một số quả nó bị nứt. Đấy. Đây này. Loại này chắc là phun đợt này, có khả năng là con khéo còn phun đợt nữa. Đấy. Quả rất sạch nhá. Đấy hôm nay em có bán đấy. Bán có bẻ những cái cây vải tơ đấy cả nhà. Cây vải tơ ấy thì là những đợt vừa rồi em có lên video đấy, là có em bảo cả nhà là một vài ngày nữa cũng bẻ, nhưng mà em là cây nó ra lộc rồi thì mình nó bẻ đi để cho nó ra lộc thôi. Những cây vải là vải bói nhá cả nhà nhá. Đây này. Đấy. Như những cái này ấy, thì khả năng khoảng một tuần nữa là thoải mái bán rồi nhá. Đây này. Đấy. Đây nó chuẩn bị lên mã này. Đấy. Đợt trước ấy có bác vào hỏi em ấy, bảo là có phun có loại thuốc gì lên mã không? Là em đã trả lời bác rồi, em không phun cái thuốc gì lên mã đâu nhá. Em xin trả lời là em không phun cái thuốc gì lên mã đâu. Là cái này ấy, là do cái khâu của mình là phun sạch bệnh này, sạch sâu này, là cách phun cách chăm bón thôi nhá. Cách chăm bón nó khác lên đẹp thôi nhá cả nhà nhá. Đấy, không có cái thuốc để phun phun lên mã đâu. Mà có cái thuốc phun lên mã đấy, ngày trước là em có dùng hàm lượng là của thằng chen lát cả nhà. Chen lát nó gọi là có hàm lượng kali trắng đấy. Phun chen lát ấy, ngày trước là em có dùng nhưng mà cũng khá là lâu rồi cả nhà. Nó cũng phải được độ tầm 5-6 năm rồi em không dùng chen lát rồi. Đấy, em không đánh theo công thức chen lát ngày trước nữa. Đấy cả nhà. Em dùng theo mẫu mã tự nhiên nhé cả nhà nhé.
Đấy. Phải làm thế nào ấy cả nhà, là mình chăm vải ấy là mình phải làm cái mẫu mã tự nhiên này đấy, là nó gặp cái thời tiết bất lợi, ví dụ như quả vải chín này này nó gặp thời tiết bất lợi, nó bị nắng, nắng nó bị xém vào cái quả này này. Đấy, hôm nay em có đi quay video cho cả nhà xem đấy cả nhà, là vải u ấy là cái vỏ này nó bị mỏng ấy cả nhà, bị mỏng. Xong là mấy hôm nay ấy, thời tiết là nó còn chưa phải đạt đỉnh điểm như là cái nhiệt độ cao 38 đến 40 độ như như cái đợt nắng trước nhá. Nhưng mà trong khi đó nó chỉ oi bức thôi, mà cái quả vải u hồng ấy nó đã bị rám hết cái chỗ quả này nhá. Đấy cả nhà. Nó rám hết cái chỗ quả này đi. Cả đấy là nó do bị nóng oi quá, nó không 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 chịu được cả nhà. Cái quả vải u ấy, cái vỏ này nó mỏng, nó không chịu được, là nó bị hôm nay ấy, là theo thương lái nó bảo bị dập dập đầu đấy. Nhưng mà theo dân em làm vải ấy, nó không phải dập đầu mà là nó bị nóng, nóng nó có hàm lượng đường nóng ở trong quá, là cái vỏ mỏng mà nó bị rám cháy xém quả, nó không chịu được nắng đấy cả nhà. Là mình làm ấy cả nhà nhá, mình làm theo cái phương thức mẫu mã tự nhiên này ấy, là mình không sợ đấy cả nhà, phải hiểu này. Là tại vì em lên hướng dẫn đợt những cái đợt trước là có bác vào bình luận bảo là em làm vải đấy là em không phun bón lá, là các bác có bác bảo là em là bác vẫn còn giấu nghề đấy. Em nói thật với cả nhà là em không giấu cái gì hết, em là em lên em làm em bảo cả nhà là rất tận tình. Bởi vì sao, là mình không nên dùng dòng bón lá đấy, em nói một chút cho cả nhà. Nhưng mà những bác nào mà đã làm đang làm ở bên bảo vệ thực vật đấy thì các bác đừng có nói em thế này thế kia nhá. Người ta không dùng bón lá nhưng mà trong khi đó người ta sẽ dùng cách khác. Đấy, người ta không đầu tư bón lá nhưng mà người đầu tư là để bón qua gốc nhá. Đấy. Mình không dùng cái này là mình dùng cái khác. Ví dụ em nói cho cả nhà cái này này. Thì mình dùng ấy, dùng phân bón lá đấy cả nhà, dùng phân bón lá để phun vào 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 quả vải để nó hấp thụ ở bên bề mặt ngoài lá đấy, qua vải đấy, là cái hàm lượng của nó là sau này nó bị tạo cái độ quả này đấy, mỏng vỏ này, nó rất là đạt, nó như con người của mình ấy cả nhà, là nó đánh phấn qua bề mặt ngoài thôi, chứ không nó không không là thẩm thấu từ bên trong đẹp ra cả nhà nhá. Đấy, có năm ngoái là em có lên video đấy, em cũng nói với cả nhà rồi. Là mình, con người của mình ấy, làm thế nào? Là con người của mình phải ăn uống được điều độ khỏe mạnh. Mà nó đẹp từ trong đẹp ra nhá, cả nhà nhá. Đấy, đẹp từ trong đẹp ra. Chứ không thì các bác bây giờ mỹ phẩm nhiều, chát vào mặt nhìn xinh đẹp thật. Nhưng mà trong khi đó thì ở bên trong ốm yếu nào mà nhìn không thấy đâu. Đấy, nhìn mặt tái nhợt nhưng mà trong khi đó đánh phấn đánh son và nhìn nó vẫn đẹp đẽ con người ấy. Thì cây quả vải nó cũng như vậy thôi. Đấy. Các bác phun dòng bón lá đấy ở bên ngoài cái bề mặt đấy, nó chỉ đẹp trong cái thời gian nào đấy, nhưng mà trong khi đó nếu mà nó gặp nắng cháy ấy, thì là nó vẫn cháy xém bình thường. Đấy, cả nhà phải hiểu như vậy, nhiệt độ cao. Nếu mà mình bón làm cái công thức bón đấy cả nhà. Làm cái công thức mà bón qua rễ đấy. Đấy, là cả nhà, là em khuyên cả nhà là nên là làm bón phân theo cách của em nhá. Đấy, là em bón dùng qua bón qua 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 cái rễ của nó ăn từ trong ra đấy để làm cái mẫu mã này đấy. Là em mà cũng mất suốt khoảng độ tầm 4 năm đấy cả nhà. Mất mất 4 năm đấy thì là em mới làm được cái như thế này đấy cả nhà nhá. Không phải là ngày 1 ngày 2 đâu, mất khá là lâu đấy thì là em mới làm được cái kiểu đấy. Tại vì là em nghiên cứu ra này, quả vải của mình lúc chín là nó tự lên cái màu đỏ này nhá cả nhà nhá. Lúc khi nào nó đủ tuổi chín ấy, nó tự lên cái màu đỏ này. Đấy, cả nhà phải hiểu như vậy. Khi mà mình dùng cái hàm lượng ép đợt cuối cùng là dùng hàm lượng kali trắng sunfat phát đấy cả nhà. Đấy, các bác dùng nếu mà phun tạo màu lên mã đấy là các bác dùng hàm lượng chen lát, nó có chứ hàm lượng kali trắng ấy, thì nó cũng tương tự như vậy đấy, nó thẩm thấu qua bề mặt ngoài
nó làm giãn vỏ. Nhưng mà trong khi đó, nếu mà gặp nắng to là nó cháy hàng loạt. Đấy cả nhà. Nếu mà gặp nắng to nó cháy hàng loạt nhá. Nhưng mà các bác dùng kali sunfat để bón vào gốc là nó từ trong ra đấy, là nó cháy ít hơn. Trong khi đó nắng to thì mình cũng không đề phòng hẳn chắc được. Thì lúc đấy là em mới chuyển sang là lắp bếp nhá cả nhà nhá. Đấy, em là lắp bếp hệ thống để văng cho nó mát đấy. Đấy cả nhà phải biết rồi. Là ngày trước là em làm hết rồi cả nhà. Một là đi lấy lưới đen về phủ này cũng không được, là vẫn bị cháy. Đấy, về sau là em mà cầm cái vòi nước đi phịt này, đi phịt để cho nó đỡ cháy quả đấy cả nhà. Đấy, làm hết rồi. Phịt ấy thì nó không cháy thật nhưng mà người rất mệt. Xong là em lại chuyển sang lắp bếp nhá. Đấy, em làm quy trình ấy, em làm mất cái thời gian rất chi là lâu cả nhà, là em mới rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Đấy thì em mới truyền tải, là em mới bảo cả nhà đấy. Đấy, cái gì bảo được là em bảo hết rồi cả nhà. Bảo hết từ năm ngoái em bảo hết rồi. Nhưng mà nhiều bác mới vào đăng ký sau và chưa xem được cái cách làm vải của em. Đấy, thì là như qua những cái video thì hướng dẫn phun này, vào phân này, xong là em đi thăm vườn, xong là em vẫn bảo cả nhà. Đấy, những cái video là em vẫn bảo cả nhà là lúc quay video ấy, thì là bón phân hoặc là phun ấy, thì em bắt đầu là em đi quay vải. Quay vải xong là em bắt đầu em nói chuyện với cả nhà. Thì cả nhà ấy vào xem, thì cả nhà phải xem hết video thì cả nhà mới hiểu được là em vào hướng dẫn cả nhà phun, vào phân, xong là em đi quay vải, xong là em nói chuyện cho cả nhà, là cả nhà nghe, là cả nhà phải là để ý. Đấy, em là em làm như thế nào thì cả nhà mới biết được. Chứ nhiều bác vào xem ấy, chỉ bác vào xem sơ sơ qua, là các bác chỉ xem là em chỉ hướng dẫn pha thuốc xong là các bác bỏ. Chỉ xem một cái vài đoạn đầu thôi là các bác bỏ, là các bác không xem hết cái video là em nói chuyện về quả vải nó phát triển thế nào, và phun như thế nào, và bón phân như thế nào để nó tạo, làm được cái mã, cái quả của nó đẹp. Đấy, các bác không xem hết video là các bác cứ xem nửa chừng ấy. Xong là các bác vào hỏi, đấy, bác phun thuốc tạo mã gì mà quả nó lại lên màu đẹp thế. Đấy, em bảo các bác rồi, em lên video em truyền hết cái kinh nghiệm của em rồi, các bác cứ làm theo em. Cái quả mà không đẹp đấy thì các bác cứ kết bạn Zalo, xong các bác nhắn tin qua cái Zalo ấy, các bác gửi cái hình ảnh qua lại để em xem là cái quả nó như thế nào, là em bảo các bác là quả như thế nào, nó bị như thế nào là em bảo. Đấy, còn là em làm ấy thì các bác phải vào xem cái video hết đi thì các bác nghe em, thì các bác mới biết là em làm vải như thế nào, thì các bác mới biết được. Chứ còn các bác cứ xem sơ sơ qua thì xong là để đấy, thì các bác không làm theo em ấy, thì đến lúc cái quả vải em đi bán, em làm, em đẹp ấy, thì các bác cứ hỏi thế này thế kia thì em trả lời, em chả biết trả lời thế nào cả. Đấy, khi nào mà các bác làm ấy, các bác làm theo quy trình của em đấy, là cái vải mà không đẹp đấy thì các bác không nói. Còn các bác không làm theo em đấy thì các bác cứ nói bảo ông này nói làm thế này thế kia, ông này giấu nghề thế này thế kia. Không phải đâu nhá, em bảo hết. Nếu mà thiện chí đấy cả nhà, nếu mà bác nào thiện chí ấy, mà làm theo em mà cảm thấy chưa đạt ấy, mà gửi hình ảnh qua chưa được ấy, là em có thể đến tận nhà nhá. Em đến tận nhà. Đấy, em sẽ chỉ bảo vào từng đợt phân và từng đợt phun, em sẽ chỉ bảo tận tình cho. Đấy, đảm bảo nó cũng chỉ làm như em thôi, là quả nó sẽ đẹp. Nhưng mà từng quy trình làm lộc và đến làm quả này là các bác phải để ý nhá. Đấy, từ lúc làm lộc là các bác phải đã để ý rồi, các bác phải làm từ lúc làm lộc rồi. Đừng có để đến là làm lộc xong các bác khoanh đấy, em vào nhìn cái lộc lá của các bác, cây của các bác đấy, nó không đạt cả nhà, không đạt tiêu chuẩn. Đấy,
Vừa rồi em có vào bên Vật Phú đấy, một 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 bạn làm theo quy trình của em đấy. Em bảo rồi, nhìn cây lộc lá là không đạt một tí nào. Nhìn cái lá này, đấy, các bác nhìn cái bản lá. Cây vải của em đây. Nhìn nó mỡ xanh đen này mà. Đấy, cả nhà nhìn thấy nó xanh đen to. Đấy, nó sai ủ ủ cục cái này mà. Đấy, cả nhà sẽ sai ủ cục không? Đây này. Đấy. Nhìn vào vườn cái bạn đấy là bạn ấy lấy kéo về bấm cắt cái này này. Cái ruộng lộc ra cứ ngắn ngắn thế này, bảo sai nó sai sai. Mình nói rồi. Cái đợt video em lên là hướng dẫn cả nhà ấy. Năm ngoái em hướng dẫn cả nhà làm lộc đấy cả nhà. Đấy. Có bác nói rồi. Em bảo là dùng dao nhá cả nhà nhá. Khi nào mình cắt kéo là lấy quả xong ấy. Xong đến lúc mình làm lộc ấy là cái video làm lộc đấy, là em lấy dao về phát lại cái này, phát lại những cái mấu cắt kéo này hết đi. Đấy. Em có bảo cả nhà rồi. Lúc là làm lộc đấy, em có lên video hướng dẫn cả nhà làm lộc ấy. Đấy. Có bác bảo là không cần phải dao hay kéo. Cứ làm thế nào là gọn, là nhìn thấy đẹp, là lộc trăm phân phun vào nó khác đẹp. Đấy. Nhưng mà trong khi đó vừa rồi là em vào người bạn Vật Phú quay cho cả nhà đấy. Có một số cây lộc rất là yếu cả nhà. Nhìn bản lá nó không xanh đen thế này được. Đấy. Mình đấy, mình lúc làm lộc ấy mình phải dùng dao nhá cả nhà nhá, dùng dao cái lộc nó mới ra mập được. Năm ngoái em có làm video hướng dẫn ấy. Dùng dao lộc mới ra mập. Còn dùng kéo các bác bấm thẳng ngang đấy, các bác về xem cây vải của các bác cứ bấm cây kéo mà thẳng ngang ấy. Cái lộc ra phát triển rất yếu. Đấy. Tương tự cái lượng quả nó ra nhiều, sau này ra nhiều đấy. Cái quả của nó cũng rất bé nhá, nó không bao giờ phát triển được nhanh. Đấy, cả nhà phải hiểu là em là dùng dao em phát cái lộc nó ra rất khỏe. Kể cả đến cái thời điểm nó quả nó phát triển nó cũng nhanh hơn cái loại kia rất nhiều cả nhà. Đấy. Nó từng khâu nhá, từng khâu làm lộc, đấy cả nhà phải hiểu như vậy. Đấy, khâu làm lộc mà không được rồi, đến lúc sai quả rồi, khâu làm lộc các bác nhìn cái lộc của các bác là rất chi là yếu, nó không bao giờ mỡ đen thế này được. Đấy. Bạn ấy có bảo vào phân. Nói bạn ấy bảo là vào phân xem video của mình là vào phân rất nhiều. Không phải là không vào nhiều đâu. Không tiếc tay. Nhưng mà lá nó không bao giờ xanh đen này được. Lá cứ nhìn cứ màu cứ hơi ngả ngả vàng. Đấy cả nhà. Đấy. Bảo là thế mà đợt này lấy thu hoạch quả xong. Là làm lộc. Là các bác phải làm. Là em lại tiếp tục lên video. Em sẽ hướng dẫn cả nhà là phải dùng dao nhá. Đấy. Quy trình đầu tiên là phải dùng dao. Xong là phát lấy làm lộc. Đấy, lấy lộc ấy thì cả nhà cứ lấy cho em làm được 3 đợt lộc mà đủ lá rậm rạp khoanh ấy thì nó mới đẹp. Đấy cả nhà nhá. Kể cả được 2 đợt cũng được, nhưng mà 2 đợt ấy lộc các bác cũng phải đủ lộc. Đấy, 2 đợt mà các bác không đủ lộc ấy, khoanh ấy, sau này quả nó cũng không đạt. Nó phải đủ lộc, riêng cây vải ấy, nó phải đủ lộc nhá, kể cả khoanh lộc 2 người ta cũng phải đủ lộc. Khoanh lộc 3 không phải đủ lộc. Có khi khoanh lộc 3 nó lại không đủ lộc nữa cơ. Đấy nữa. Lộc 3 mà khoanh không đủ lộc ấy thì nó không bằng lộc 2 đủ lộc. Đấy, lộc 2 đủ lộc khoanh ấy thì nó còn hơn là các loại ba ba đợt lộc mà không đủ lộc. Đấy cả nhà phải hiểu như vậy. Đấy, mình căn thế nào đấy là mình phải làm cái lộc này thật đẹp thì quả nó mới đẹp được. Đấy, cái bản lộc nó phải như thế này thì nó mới đẹp được. Đấy cả nhà nhá. Đấy. Đây như cây bên này này. Lộc lá nó cũng đen xì. Đấy cả nhà xem. Lộc nó cũng đen xì chứ không 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 phải là lộc lộc. Đấy lộc 2 đấy cả nhà, em khoanh lộc 2. Không phải là lộc xấu đâu, đây này. Đấy. Không phải lộc xấu đâu nhé cả nhà nhá. Đấy không phải lộc xấu đâu. Đấy video em hôm nay em lên hướng dẫn cả nhà là phun vải nhá cả nhà nhá. Phun thuốc sâu để phòng bệnh sâu nó quay trở lại. Và em lên nói chuyện với cả nhà như vậy. Thì những cái video em lên tiếp theo thì mỗi lần lên video là mỗi lần em mà sẽ nói chuyện về cả nhà, về cái vải và hướng dẫn cả nhà làm. Thì cả nhà những bác nào mà muốn làm theo quy trình thì các bác cứ làm đi. Là các bác chỉ cần làm cho em 2 năm là bắt đầu các bác thành thạo. Là các bác
lúc đấy là các bác không cần, đến năm thứ ba là các bác không cần xem video của em nữa, là các bác có thể làm được quả vải rất đẹp và rất tốt đấy cả nhà nhá. Các bác chỉ cần làm 2 năm là các bác là đến năm thứ ba là các bác thành thạo rồi, là các bác không cần phải xem video của em nữa, mà các bác không phải hướng dẫn nữa. Đôi khi lúc đó các bác còn phải đi còn làm, nếu các bác làm được tốt ấy, các bác còn dạy được người ta cơ. Đấy, dạy người ta làm được cơ. Đấy, những các bác sành làm vải thì các bác chỉ cần làm theo em 2 năm là các bác dạy người khác làm được rồi. Đấy. Rồi video em lên như vậy thôi nhá. Những bác nào mà vào xem được video của em thì các bác hãy đăng ký kênh và nhấn like ủng hộ em nhá, để lan tỏa cho anh em làm vải đẹp. Đấy cả nhà. Thì những bác vào xem ấy, các bác đăng ký kênh ấy, các bác hãy chú ý những cái video của em lên. Nếu mà muốn làm vải theo em là các bác nên chú ý kỹ vào nhá. Đấy. Rồi em xin được chào cả nhà.